Thực ra là mình đã làm một cái bài test với cả bốn chiếc máy là XR, XS Max, 11 và 11 Pro Max rồi. Khoảng một phút nữa thì mình sẽ cho anh em xem kết quả, cả thông số chi tiết vân vân. Và mình spoil luôn là có hiện tượng xảy ra nóng máy và nóng rất kinh khủng. Và rõ ràng đây không phải là lỗi của iPhone, cũng không phải là lỗi của iOS 13.3.1 mới nhất. Cái phiên bản iOS này chúng ta đã có từ xưa đến nay rồi, đã có bị nóng đâu. Bây giờ có Facebook mới nóng nào. Các bạn ạ, Facebook Lite lọt top ứng dụng top 1 mạng xã hội được tải về nhiều nhất thời gian gần đây. Mình thì cũng không hiểu tại sao, mình đi tìm hiểu ở trên mạng, trên các group thì hóa ra là gần đây cái ứng dụng Facebook bản thường sau khi cập nhật thì đã khiến cho những chiếc iPhone thường xuyên là có hiện tượng nóng lên và bị tụt pin đi rất nhiều. Thực ra là mình đã làm một cái bài test với cả bốn chiếc máy là XR, XS Max, 11 và 11 Pro Max rồi. Khoảng một phút nữa thì mình sẽ cho anh em xem kết quả, cả thông số chi tiết vân vân. Và mình spoil luôn là có hiện tượng xảy ra nóng máy và nóng rất kinh khủng. Và rõ ràng đây không phải là lỗi của iPhone, cũng không phải là lỗi của iOS 13.3.1 mới nhất. Cái phiên bản iOS này chúng ta đã có từ xưa đến nay rồi, đã có bị nóng đâu. Bây giờ có Facebook mới nóng mà. Do đó là nếu anh em mà đang sử dụng iPhone thì cũng không cần phải ngần ngại về cái thiết bị của mình đâu. Mà nếu anh em nào mà có ý định mua iPhone thì cũng không cần phải ngần ngại đâu. Anh em có thể thoải mái cứ mua những chiếc iPhone từ cũ đến mới, như là mình có dùng là XR hay là mới hơn 11, 11 Pro Max vân vân. Thì anh em nào quan tâm truy cập vào link ở dưới phần mô tả video. Hiện tại Di Động Việt đang bán những chiếc điện thoại như mình đang cầm ở đây với mức giá là tốt. Và đặc biệt anh em lưu ý là nếu anh em click vào cái link lấy mã giảm giá cho thành viên của VLAB thì chúng ta sẽ được giảm 150k nữa. Anh em đừng quên click vào cái link để lấy mã giảm giá nhá. Về cái bài test của mình thì mình sử dụng 4 thiết bị, đó là XS Max, XR, 11 Pro Max và iPhone 11. Đây là những thiết bị mà mình thấy rằng thuộc dạng là không nên gặp vấn đề, bởi vì đều là những thiết bị mới nhất của thế hệ 11 và thế hệ trước đấy, đúng không? Vậy nhưng với những kết quả bài test cho ra thì thực sự quả thật là những chiếc iPhone gần đây có vấn đề thật. Với iPhone XS Max, ban đầu mặt trước 28 độ C, mặt sau 31,8 độ C. Sau khoảng 30 phút sử dụng thì nhiệt độ cả hai mặt tăng lên khoảng 10 độ C, là 38,9 và 40,1. iPhone XR cũng vậy, ban đầu thì nó khá là nóng, mặt trước là khoảng 32,2, mặt sau là 32,6. Sau 30 phút thì mặt trước lên là 41,7 độ C và 38,1 độ C là ở mặt sau. Kể cả 11 Pro Max hay 11 thì anh em có thể xem cái thông số, mình sẽ để bảng ở đây chi tiết. Đại loại là cả bốn chiếc máy này sau khoảng 15 phút sử dụng thì nhiệt độ tăng lên rõ rệt từ 3-4 độ C ở cả hai mặt, và sau 30 phút là tăng đến khoảng từ 9-10 độ C. Cái điều này xảy ra tập trung chủ yếu là cái phía phần dưới cụm camera, phần mà thể hiện con chip ấy. Và kể cả những sản phẩm như iPhone 11 XR hay là to hơn như là 11 Pro Max và XS Max, là những sản phẩm đáng lẽ có cái khung viền to như vậy nó phải được tản nhiệt tốt hơn, đúng không? Nhưng mà vẫn có tình trạng là nóng xảy ra. Và cái điều này xảy ra thì như mình tìm hiểu là không phải do iOS, chúng ta đã cập nhật iOS 13.3.1 từ trước đây rồi, mà là do cái Facebook thời gian gần đây không hiểu vì lý do gì mà nó đã sử dụng rất nhiều tới cái hiệu năng của chiếc máy, do đó là tản nhiệt ra nhiều này, tốn pin nhiều hơn. Và có thể là do cái phần sử dụng Bluetooth của nó. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em 4 cách nhá. Cách đầu tiên đó là không dùng Facebook nữa. What the hell? Vâng, tất nhiên rồi, nếu mà Facebook gây ra nóng máy và anh em không muốn nóng máy thì tất nhiên là chúng ta không dùng Facebook. Nhưng mà cách này thì nó hơi dở hơi và cực đoan, mình nói cho vui thôi. Chúng ta sẽ đến cách thứ hai, đấy là nếu anh em vẫn muốn dùng Facebook thì chúng ta có thể tìm tới những cái cách nó bớt phải hy sinh hơn. Ví dụ như là dùng Facebook Lite. Ứng dụng này như mình đã nói, ở thời gian gần đây lọt top 1 những ứng dụng mạng xã hội được tải nhiều nhất trên chợ ứng dụng App Store. Lý do đơn giản, đấy là chúng ta bây giờ với Facebook Live vẫn có đầy đủ, gần như là đầy đủ những tính năng giống như Facebook bình thường. Mà cái ứng dụng này thời gian gần đây thì nó không gây ra nóng máy, không gây ra những cái bức xúc cho chúng ta. Do đó thì anh em muốn vẫn dùng Facebook, tốt nhất là cứ tải ứng dụng này. Còn một số cái cách khác như là sử dụng các cái bản Facebook cũ trước khi nó cập nhật sang giao diện nền xanh mới. Cái cách tải thì có thể là tải trên những cái chợ ứng dụng bên ngoài, bên thứ ba như là FT, iOS chẳng hạn. Nhưng mà thực ra thì mình tìm hiểu và mình có thử ấy, thì cái cách tải này nó khá là tốn thời gian và mất công. Và bên cạnh đó thì Facebook Live như mình đã nói, nó cũng có khá là đầy đủ các tính năng rồi, cho nên là mình khuyên anh em cứ dùng cái Facebook Live này đi. Cách thứ ba, nếu mà sau khi dùng Facebook Live anh em vẫn bị nóng máy, vẫn bị tốn pin, thì chúng ta có thể chuyển sang sử dụng Facebook trên nền tảng web. Đó là trang web m.facebook.com. Đó là vẫn là một cách mà chúng ta có thể sử dụng Facebook nhưng mà không bị nóng máy. Tất nhiên là khi sử dụng đến phiên bản web thì chúng ta bị mất khá là nhiều tính năng hay ho. Thì nói chung là phải có sự hy sinh thôi. Tạm thời gian gần đây thì chúng ta không thể mà sửa một cách khác được, chỉ có thể là tránh cái việc dùng Facebook mà gây nóng máy thôi. Và cách cuối cùng, cách thứ tư, thì như mình đã nói ban đầu, có thể là do Facebook đang sử dụng cái Bluetooth của chúng ta để làm một cái gì đó, để kết nối với AirPods chẳng hạn, hay là để truyền dữ liệu, hay là để thu thập thông tin cá nhân, mình cũng không biết nữa. Thì đấy, thường là khi anh em cài Facebook lần đầu, nó sẽ hỏi là có cho Facebook sử dụng Bluetooth của thiết bị này hay không trên iOS mới nhất ấy.
thì anh em hãy ấn vào không. Còn anh em nào mà lỡ cài Facebook bản cũ rồi mà đang dùng và đã cấp quyền từ trước rồi thì hãy vào cài đặt này, kéo xuống những ứng dụng của anh em ở dưới, tìm thấy Facebook, ấn vào, sau đó là chọn Bluetooth này, cấp quyền, hoặc là bây giờ mình đang tắt rồi cho nên là máy mình không nóng. Đó, thì anh em tắt đi, không cấp quyền Bluetooth cho Facebook nữa. Và sau đó thì thường mình thấy rằng trên mạng khi mà làm cái cách này thì hoàn toàn cái tình trạng nóng máy khi sử dụng Facebook trên các cái chiếc iPhone sẽ được mất đi. Rồi, kết luận lại thì mình đã chia sẻ cho anh em 4 cái cách rất là nhanh để giúp chúng ta giảm bớt cái sự nóng máy và sự tốn pin ở trên iPhone đi. Mình đã sử dụng với iPhone XR, đó là mình tắt Bluetooth thì nó không hề nóng như mình đã chia sẻ. Còn với anh em thì sao? Hãy cứ thử, và nếu anh em biết những cái cách nào khác thì hãy comment ở bên dưới. Đừng quên rằng lỗi này không phải là do iPhone. Do đó anh em nếu muốn mua iPhone thì đừng ngần ngại, cứ truy cập vào link ở dưới phần mô tả video. Di động Việt đang bán những chiếc iPhone mới như là 11, 11 Pro Max, 11 Pro XR nữa. Và đặc biệt là cái link ở dưới phần mô tả video ấy, anh em click vào đấy lấy mã giảm giá cho thành viên VLAB, chúng ta sẽ được giảm 150k. Đó, đó là cái hay của cái link, click vào đấy. Rồi, anh em đừng quên để lại comment, và có những cái cách gì hay là những vấn đề gì cứ comment ở bên dưới, chúng mình sẽ tìm hiểu, chúng mình sẽ làm video giải đáp cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.